chào quý vị, tôi là luật sư Di Chú Vũ Tuấn Huy, luật sư điều hành của tổ hợp luật sư Di Chú Phát Sinh Thông Tin Group. Nếu quý vị đang bảo lãnh cho vợ chồng thì quý vị sẽ phải ký đơn bảo trợ tài chánh, và trong đơn bảo trợ tài chánh này quý vị phải chứng minh cái mức thu nhập đủ để bảo trợ cho một người ở Việt Nam sang Mỹ. Tuy nhiên, nếu quý vị hiện tại đủ mức thu nhập đó nhưng công việc là công việc kinh doanh tự do thì việc này sẽ khó chứng minh hơn rất là nhiều. Tùy theo công việc của quý vị đang làm gì thì quý vị có thể tìm cách chứng minh. Tôi nói thí dụ như quý vị có thể đưa ra mức thu nhập của quý vị trong những tháng rồi và dùng cái mức thu nhập đó để chứng minh rằng năm nay quý vị sẽ kiếm được bao nhiêu. Đây là một trong những cái cách quý vị có thể chứng minh. Tuy nhiên, việc này nó sẽ khó khăn hơn nhiều cho những trường hợp kinh doanh tự do. Quý vị nên tham khảo với một luật sư để được giúp đỡ về việc chứng minh cái mức thu nhập của quý vị như thế nào trong những trường hợp khó khăn như thế này. Xin cảm ơn.